Sau chuỗi phóng sự về các dấu hiệu cung cấp thông tin sai sự thật, lôi kéo người dân tham gia đa cấp của công ty Liên Kết Việt, Trung tâm tin tức VTV24 đã nhận được nhiều đơn thư, cuộc gọi của người dân thông qua đường dây nóng. Họ trình bày về việc bị lừa tham gia đa cấp như thế nào. Rồi từ nhân viên bán hàng đa cấp, không ít người bỗng chốc trở thành những chủ nợ bất đắc dĩ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hành trình đòi lại tiền của những người đang ân hận vì đã trót tin và tham gia công ty đa cấp Liên Kết Việt. Từ khi biết Liên Kết Việt không phải là công ty của Bộ Quốc phòng như lời tự quảng cáo, những người phụ nữ này chưa được một ngày ngủ yên. Hàng trăm triệu đồng của họ đã được nộp vào hệ thống đa cấp này chỉ vì họ lầm tưởng đây là một công ty uy tín của Bộ Quốc phòng. Những lọ thuốc mua của Liên Kết Việt chẳng còn là hiện thân của giấc mơ làm giàu chóng vánh nữa. Giờ chỉ mong giấu chúng càng khuất mắt càng tốt. Mất số tiền như thế nó thật sự là quá lớn, gần như là buông xuôi hết. Một tháng bây giờ chị phải trả nợ 5 triệu tiền lãi. Lương thì công nhân viên chức thì trả được bao nhiêu, chỉ được 4 triệu thôi. Mà trong khi đó này còn ăn uống rồi con học hành nữa. Suốt đêm tôi không ngủ được, thậm chí con muỗi nó đốt vào tay tôi cũng không hề phát nó được ấy, bởi vì là tôi nghĩ là mất hết rồi. Cũng là công ty lừa đảo thì đòi lại số tiền và trả lại cái số thuốc đấy ở công ty, bởi vì bây giờ nó không phải là sự thật, không phải của Bộ Quốc phòng thì tôi muốn trả lại lắm chứ, trả lại để chúng tôi lấy cái số tiền, bởi vì tiền là tiền mồ hôi xương mắt của chúng tôi, mấy chục năm chúng tôi mới giành dụ được. Vụt tắt giấc mơ không làm gì cũng có tiền, giờ họ đau đầu nghĩ cách lấy lại số tiền đã chót nộp. Tìm đến người tuyến trên giới thiệu vào hệ thống thì người này đã cao chạy xa bay. Những người phụ nữ này đành bảo nhau lặn lội lên tận trụ sở của công ty ở Hà Nội để đòi tiền. Ở đây hôm nay cũng toàn người ngoại tỉnh đến đòi tiền như các chị. Lộn xộn, ồn ã, lượng bảo vệ đông gấp 5-6 lần mọi ngày nhưng vẫn không giữ nổi trật tự. Nhưng dù mang đủ hợp đồng, chứng từ mua hàng thì các kế toán của công ty vẫn khăng khăng không chấp nhận phiếu thu của những người đòi tiền. Bây giờ phiếu thu này là không chấp nhận ạ. Phiếu thu của văn phòng Đông Anh thì chỉ có giá trị lấy hàng ở văn phòng Đông Anh thôi. Cái phiếu thu này không có giá trị lấy hàng ở tổng công ty. Mà em thu cái phiếu thu này của chị thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Giám đốc nó đi rồi, kế toán nên ta thay rồi, bây giờ bù nào thì. Được rồi, cứ chuẩn bị theo như thế này, các anh chị có cái gì thì chuẩn bị theo cái này cho em sẽ nhận. Em không giải thích nhiều nữa nhé. Không nhận nhưng mà có thanh lý được không anh chị? Thanh lý được hay không thì sau 7 ngày bọn em sẽ trả lời cho anh chị. 7 ngày tới, không biết có lấy lại được tiền hay không. Một cái hẹn mập mờ là tất cả những gì mà những người đến đòi tiền có được. Còn người đàn ông này thì nhận được câu trả lời còn phũ phàng hơn. Ngày vào thì ngày bán nhà mà có lấy tiền thì không có. Nó quá hết tiền liệu. Các công ty bên cạnh Liên Kết Việt mấy ngày nay rất bức xúc vì lượng người ngoại tỉnh đổ về đòi tiền ngày càng nhiều. Những cảnh cãi vã, xô xát như thế này không hề hiếm. Hoang mang và lo lắng, những người đã bị lừa bỏ tiền vào đa cấp này chỉ còn cách là viết đơn kêu cứu các cơ quan chức năng. Hy vọng lấy lại được một phần tiền mồ hôi nước mắt của mình.